lời chọn ngay máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Michio, giúp giữ nguyên lượng vitamin và enzyme có trong rau củ trái cây. Có hai họng ép tiện dụng, họng ép thẳng và họng ép tròn lớn, không cần phải cắt nhỏ trái cây, không phải tách hạt trước. Tuyệt chiêu để làm thức uống bổ dưỡng mỗi ngày cho cả gia đình. Máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Michio với 7 ưu điểm nổi trội: cho ra nhiều nước ép hơn, giữ được phần lớn chất dinh dưỡng, nước ép không bị phân tầng và oxy hóa, bền hơn với tuổi đời có thể gấp nhiều lần máy ép thông thường, ít tiếng ồn khi vận hành, dễ dàng vệ sinh, vận hành được lâu hơn mà không lo cháy động cơ do quá nhiệt. Một sản phẩm cực kỳ tiện ích. Hãy lựa chọn ngay máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Michio, sản phẩm chính hãng được bảo hành 12 tháng, giá chính hãng 2.990.000 đồng, giá trên VTV Hyundai Hồng Phúc Tiên chỉ 1.990.000 đồng, tiết kiệm ngay đến 1.000.000 đồng so với giá chính hãng. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm trên kênh VTV Hyundai Am Shopping. Trong gia đình của mình đang có rất là nhiều món trái cây khác nhau. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ có một giải pháp khác khi tận dụng những trái cây dư thừa. Sau những cái món tráng miệng, chúng ta cũng đã có ngay một chiếc máy ép trái cây tốc độ chậm đến từ thương hiệu Michio. Và tận dụng với tốc độ chậm để có thể phát huy hết được những cái vitamin và enzyme bên trong từng loại rau củ quả trái cây khác nhau. Và giờ đây trong mỗi bữa ăn và sau mỗi bữa ăn thì gia đình của mình lại có được những ly nước ép trái cây nguyên chất, quý vị nha. Quý vị và các bạn, chúng ta có thể là thực hiện nước ép hỗn hợp ngay tại nhà của mình, giữ nguyên được hương vị, vitamin và enzyme cần thiết có trong trái cây quý vị các bạn nha. Máy ép tốc độ chậm không sử dụng lưỡi dao, không cắt nghiền, không làm nóng thực phẩm của mình, giữ nguyên được giá trị dinh dưỡng của những món trái cây rau củ mà chúng ta ép mỗi ngày quý vị các bạn nha. Và cái phần bã nó sẽ ra rất là khô luôn quý vị nha. Cho nên là mình sẽ rất là tiết kiệm chi phí khi mà chúng ta sở hữu chiếc máy này, bởi vì mỗi lần ép như vậy chúng ta được một cái lượng nước nhiều hơn so với việc là chúng ta ép với lưỡi dao thông thường quý vị các bạn nha. Và với dòng sản phẩm này khi quý vị các bạn chúng ta sở hữu thì mình lại còn được giảm giá 1.000.000 đồng so với giá chính hãng nữa. Mức giá trên VTV Hyundai Home Shopping chỉ là 1.990.000 đồng mà thôi. Chúng ta đầu tư một lần nhưng mà từ đó gia đình của mình có thể là dễ dàng mình thưởng thức ngay những ly nước ép tươi ngon ngay tại gia đình của chúng ta quý vị nha. Theo đúng khẩu vị của mình nè, lựa chọn loại trái cây tươi nguyên mà chúng ta có thể là để sẵn ở trong tủ lạnh nhà mình, ép nhanh chóng dễ dàng và quý vị các bạn chúng ta có thể là chăm sóc cơ thể của mình với đầy đủ những nguồn dinh dưỡng vitamin từ rất nhiều loại trái cây màu sắc khác nhau quý vị ạ. Hãy lựa chọn ngay, chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nhà và hoàn toàn miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc, mức giá chỉ 1.990.000 đồng. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với không gian bếp trên trường của VTV Đàm Shopping ngày hôm nay. Chúng tôi đã chuẩn bị rất là nhiều những chiếc máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Michio. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ gợi ý cho gia đình của mình những món nước ép hỗn hợp đầy đủ chất dinh dưỡng quý vị nha. Khi quý vị các bạn chúng ta sở hữu dòng sản phẩm này thì mình sẽ có ngay đó là trọn bộ sản phẩm với đầy đủ phụ kiện luôn. Mình có thể rất là dễ dàng lắp vào quý vị các bạn nha. Mình sẽ có cối ép nè, có họng ép nè. Rồi quý vị các bạn chúng ta còn có thể lắp vào phần piston và nhấn nút thôi là chiếc máy của chúng ta sẽ hoạt động với công suất rất là mạnh mẽ. Trái cây của mình sẽ được quấn qua phần trục ép và những cái dưỡng chất sẽ được giữ lại quý vị nhé. Không sử dụng lưỡi dao, trục ép sẽ nghiền trái cây và vắt nước thật là khô để giúp gia đình của mình sẽ có những ly nước ép hấp dẫn, thơm ngon và giàu giá trị dinh dưỡng quý vị các bạn ạ. Và sau khi những bộ phận mà quý vị đang thấy trên màn hình đó phổ biến lắp lại thành một cái chiếc máy hoàn chỉnh thì quý vị các bạn chúng ta sẽ có ngay là một phần thân máy lớn như thế này với hai phần họng ép quý vị các bạn nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có là một phần họng tròn nhỏ và một họng tròn lớn hơn để khi chi nào quý vị các bạn chúng ta có thể là ép nguyên trái luôn đó mình Trí à. Quý vị và các bạn có thể tận dụng cho cả những cái quả táo bên trong với cái họng ép đủ lớn như thế này và từ đó cái trục ép của chúng ta sẽ nghiền và xay nát cái phần trái cây của chúng ta và tốc độ chậm để quý vị và các bạn có thể là tận dụng được hết những cái enzyme, những cái chất dinh dưỡng, những cái vitamin ở bên trong từng loại trái cây. Và chúng tôi đang thực hiện đó chính là một món nước ép trái cây hỗn hợp đã có táo nè, có thêm thơm nữa. Quý vị và các bạn có thể quan sát là chúng ta sẽ có phần hai cái khoang đựng, một bên đó chính là cái phần bã nó rất là khô. Quý vị và các bạn có thể quan sát được là cái phần thơm nè, dưới chúng ta sẽ có cái phần bã rất là thơm và cũng như là rất là khô nữa. Và phần còn lại chúng ta sẽ cho ra được những ly nước ép nguyên chất phụ miễn ha. Và chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi quý vị các bạn chúng ta thấy là Phụ Yến có thể là thực hiện phần nước ép như thế này quý vị các bạn nha. Đó, vừa có táo nè, vừa có thơm ở bên trong luôn. Và chúng ta có thể là ép hỗn hợp. Đó, mình có thể là lấy ra cho một ly hoặc là quý vị các bạn chúng ta thực hiện tiếp cho những ly còn lại quý vị các bạn nha. Và mình có thể là cho trái cây ở phần họng thẳng hoặc là ngay cả phần quả tròn ở họng bên cạnh luôn quý vị các bạn nha. Và phần bã quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là rất là khô ở đây. Quý vị sẽ không thấy là nó nhiễu nước xuống đúng không ạ? Khi rồi. Mà bã khô như vậy có nghĩa là mình đã đồng thời lấy được rất là nhiều nước rồi. Đó, nước mình đã chắc ra rất là tốt cho nên là phần bã này mình vắt không hề bị có nước nữa quý vị các bạn nha. Bã khô và phần nước của chúng ta ra có giá trị dinh dưỡng rất là cao luôn đó mình Trí à. Cái phần nước quý vị các bạn có thể quan sát là một cái màu vàng rất là đẹp và đây là nước ép nguyên chất ở bên trong không gian bếp gia đình của mình để có thể là an tâm đem lại cái sức khỏe cho tất cả các thành viên và cho sức khỏe chính bản thân của
của mình nữa, khi mà chúng ta chỉ cần là chọn lựa trái cây sạch, rau củ quả sạch thôi, và phần còn lại thì hãy sử dụng ngay với máy ép trái cây tốc độ chậm đến từ thương hiệu Miso mà chúng tôi đang thực hiện trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping. Và quý vị có thể là nhìn thấy ly nước ép màu sắc rất là đẹp đúng không ạ? Không có bị phân tầng và không có bị lẫn bã vào ở bên trong nữa, và chúng ta gần như là ép rất là nhiều cái lượng nước vốn có ở trong trái cây ra hết luôn rồi nè. Và bây giờ sẽ là một món ép nước ép khác nữa quý vị và các bạn nha. Cùng với cái kết cấu là từng cái bộ phận này, chúng ta có thể là dễ dàng sau khi mình thực hiện xong, mình tháo rời từng bộ phận để là dễ dàng vệ sinh hơn. Và phần cái họng ép rất là lớn bằng cái chất liệu nhựa trong suốt để quý vị và các bạn có thể là quan sát được ở bên trong. Và cái phần trục ép nữa, chúng ta cũng có một cái chế độ là xoay đảo chiều nữa quý vị và các bạn nha. Ở đây Minh Trí sẽ có một cái nút để mình có thể là đảo chiều lại trong những trường hợp là mình bị kẹt ở bên trong chẳng hạn, thì cũng không có lo trong suốt quá trình vận hành và cũng như là không có gây ra quá nhiều tiếng ồn nữa Phụng Miễn ha. Đúng rồi, và khi mà Phụng Miễn ép á, ví dụ như là cùng với cái bí như thế này đây, quý vị các bạn chúng ta có thể là ép phần bí đao của mình, nhưng mà mình không cần phải cắt quá nhỏ quý vị các bạn nha. Quý vị các bạn chúng ta có thể là kết hợp ví dụ như bí đao chung với lại cần tây hay là với cóc nè, cũng như là với táo, chúng ta làm những cái món hỗn hợp đó cho nguyên thân vào luôn như thế luôn, cũng như là một cái táo ở bên đây rồi thêm cóc nữa. Quý vị thấy là ba loại chúng ta có thể là cho liên tục vào như vậy quý vị các bạn nha. Rồi quý vị các bạn chúng ta chỉ cần là dùng thanh trục mình đẩy nhẹ xuống như vậy thôi quý vị các bạn à. Rất là đơn giản và tiện lợi để mình có thể là thực hiện ngay tại nhà của mình quý vị các bạn nha. Không có tốn thời gian quá nhiều đâu. Gia đình mình có thể là tận dụng dòng sản phẩm này để mỗi ngày mình làm một cái ly nước ép chất lượng cho cả gia đình chúng ta thưởng thức. Quý vị và các bạn có thể quan sát là ở bên trong không gian gia đình của mình sẽ có rất là nhiều đối tượng khác nhau, như là ông bà, bố mẹ, những người lớn tuổi hay là các chị em phụ nữ thì rất là thích là sẽ có một cái làn da đẹp. Và chúng ta tận dụng ngay với máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Miso, và chúng ta cũng sẽ có chế độ đó là nhồi và đảo chiều như thế này nữa để giúp cho quý vị và các bạn là chúng ta sẽ có ngay những cái món nước ép trái cây nguyên chất ở bên trong chính không gian sống gia đình của mình quý vị nha. Và quý vị các bạn chúng ta có thể là dễ dàng chăm sóc những cái món thức uống cho gia đình của mình cực kỳ tiện lợi luôn ngay tại gia đình. Và quý vị các bạn chúng ta khi mà sở hữu dòng sản phẩm này, mình lại còn được giảm giá lên đến là 1 triệu đồng nữa quý vị và các bạn à. Mình có thể là ép táo nè, ép nho nè, ép chuối ở trong gia đình của chúng ta quý vị và các bạn nhé. Và chúng ta có thể làm những cái món nước ép hỗn hợp dễ dàng. Quý vị và các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và công sức trong cái việc là chúng ta tận dụng ngay với máy ép trái cây tốc độ chậm. Và một điều mà Minh Trí rất là thích đó chính là cái phần bã ở bên ngoài, nó sẽ cho ra một cái khay đựng riêng và rất là khô để chúng ta sẽ đảm bảo được những cái chất dinh dưỡng nó luôn bảo toàn ở bên trong cái máy hoặc là mấy trong cái nước ép trái cây của chúng ta. Có thể nói là khi nhắc đến bí đao thì mọi người đều hình dung là mình uống rất là mát đúng không nào? Quý vị các bạn chúng ta có thể là kết hợp nó với lại nhiều những cái loại trái cây khác nhau quý vị và các bạn nha. Rồi đó, bây giờ là Phụ Yến thấy là màu xanh rất là đẹp mắt rồi đó Minh Trí. Wow. Và quý vị các bạn chúng ta có thể là ép liên tục cho gia đình của mình, phần bã cũng sẽ rất là khô quý vị nha. Và khi mà mình đóng nắp lại thì lượng nước ép nó vẫn được giữ lại, quý vị không lo bị thất thoát đâu. Và chúng ta có thể là thưởng thức rất là dễ dàng ngay tại nhà. Dễ dàng ngay tại nhà trong không gian bếp gia đình của mình đã có được những ly nước ép trái cây hỗn hợp. Đôi khi mình ép một loại thì mình sẽ hơi bị ngán, nhưng mà quý vị và các bạn có thể là thử mình kết hợp chung với nhiều loại khác nhau thì mình cũng sẽ cho ra được những cái hương vị đặc trưng khác, lạ miệng hơn và thích uống hơn quý vị và các bạn nha. Bây giờ sẽ là một cái món nước uống khác nữa. Đây chỉ là gợi ý thôi, bởi vì mình chỉ biết rằng là mỗi gia đình của chúng ta sẽ có được những cái món nước ép với cái sở thích riêng nữa. Và mình thực hiện ngay với máy ép trái cây tốc độ chậm như thế này, với một cái nút bật rất là đơn giản và cái phần trục ép nó rất là cứng chắc. Và mình tận dụng với tốc độ chậm, bây giờ mình sẽ thực hiện là ép ổi nè Phụ Miễn ha. Ép ổi và mình kết hợp chung với lại phần cần tây quý vị các bạn nha. Và chúng ta có thể là cho trọn cả trái ổi vào luôn. Ví dụ như là quý vị nhìn cái phần họng ép như thế này, bây giờ là Phụ Miễn sẽ cho ngay cả một trái ổi vào quý vị các bạn nha. Và chúng ta sẽ dễ dàng tiện lợi để cho cả quả luôn mà quý vị các bạn chúng ta không lo lắng là mình phải cắt nhỏ nha. Đó, cả một trái ổi luôn. Rồi mình chỉ cần là nhấn xuống mà thôi quý vị à. Sau đó là chúng ta tiếp tục mình cho cần tây vào nào. Quý vị các bạn có thể quan sát được là với cái họng ép thẳng như thế này, chúng ta có thể cho cả một cái cây cần tây vào ở bên trong luôn để mình có thể là cho ra được những cái ly nước ép trái cây nguyên chất cùng với tốc độ chậm nữa, và mình kết hợp chung với ổi nào với cần tây sẽ cho ra được một cái loại nước ép trái cây hỗn hợp và cái mùi vị nó rất là đặc trưng quý vị nha. Và Phụ Miễn rất là thích nước ép ổi luôn quý vị các bạn à. Kết hợp chung với cần tây rất là tốt cho tiêu hóa của chúng ta quý vị nha, và cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể của mình nữa chứ. Rồi quý vị các bạn chúng ta có thể là thực hiện rất là dễ dàng, mà mình quan sát nếu như là phần trục ép của chúng ta như thế này và phần của ép của mình đã đầy rồi
Thì quý vị các bạn, chúng ta có thể là kết hợp cho ra cái lượng nước quý vị các bạn nha. Mình có thể là cho ngay ra một ít nước rồi sau đó chúng ta đóng lại, mình giữ tiếp cái lượng nước ép còn lại ở bên trong. Đúng rồi, quý vị và các bạn có thể quan sát là chúng ta sẽ có ngay một cái họng để có thể là ra được cái phần nước ép trái cây nguyên chất, và có một cái nút nắp đậy nữa để mình có thể giữ lại cái lượng nước ép mà không có bị rơi vãi ra ngoài, tiết kiệm được cái phần nước ép trái cây ở bên trong chính không gian bếp gia đình của mình nữa. Ép ổi chung với cần tây nè, mình sẽ cho ra được những cái nước ép khác nữa tùy theo gia đình của mình đang có những cái sở thích khác nhau. Phụng Miễn có thể thử ha. Wow, ở đây chúng tôi đang áp dụng một mức giá rất là ưu đãi với mức giá chính hãng là 2.990.000 đồng. Thì trong chương trình này quý vị và các bạn sẽ được tiết kiệm 1.000.000 đồng, mức giá chỉ còn là 1.990.000 đồng mà thôi. Phụng Miễn cảm nhận như thế nào? Rất là thơm ngon, và Phụng Miễn cảm nhận là mình có thể là lựa chọn những cái loại thực phẩm rất là tươi ngon ngay tại nhà của mình. Đúng và rồi. Tùy theo cái khẩu vị của mình mà mình sẽ thưởng thức thật là ngon miệng và vừa ý quý vị các bạn nha. Rồi ngoài việc là mình có thể ép trái cây thì mình còn có thể làm gì nữa đây? Ngoài một chiếc máy ép trái cây tốc độ chậm, chúng ta cũng có thể tận dụng với cái tốc độ chậm đó mình thực hiện những cái món nước uống, ví dụ như là sữa ngũ cốc hay là cả sữa đậu nành ở bên trong không gian bếp gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Ở đây thì Minh Trí đã chuẩn bị sẵn cái phần đậu nành đã có thể là luộc sơ và ngâm để có thể là mềm rồi. Mình có thể là tận dụng với cái phần trục ép và cũng như cái họng ép là thẳng như thế này, mình chỉ có thể cho cái phần đậu nành vào bên trong vùng miếng nha. Và quý vị các bạn, chúng ta có thể là dễ dàng mình ép ra như vậy mà mình không có cần phải là ngâm quá lâu quý vị và các bạn nha. Mình ép ra lấy những cái dưỡng chất của nó, sau đó mình nấu lên mình sẽ có thể có là sữa đậu nành rất là hấp dẫn thơm ngon ngay tại nhà mình luôn. Bình thường nếu như mà mình làm sữa đậu nành với cách truyền thống thì mình phải qua một cái công đoạn, đó là mình phải rây, mình phải lược cái phần bã. Tuy nhiên là với máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Misio thì cái phần bã đậu nành rất là khô, sẽ cho ra cái phần riêng nữa. Như vậy là mình sẽ tiết kiệm được thêm một cái công đoạn. Và sau khi đã cho ra cái phần nước và sữa đậu nành rồi thì mình chỉ cần là nấu sơ lại thôi quý vị nha. Và quý vị các bạn, chúng ta có thể là tiện lợi thực hiện ngay tại gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Và chúng ta có thể là chăm sóc bữa ăn gia đình của mình thật là dinh dưỡng quý vị và các bạn nha. Đó, và quý vị các bạn chúng ta thấy đó, mình có thể là xay nghiền phần đậu nành của mình như thế này đó. Rồi những cái dưỡng chất sẽ đưa ra với rất là nhiều những giá trị dinh dưỡng cho gia đình của mình. Và phần bã đậu nành, Minh Trí kiểm tra thử cái bã đậu nành xem có khô hay không nào. Quý vị và các bạn có thể quan sát được là cái phần bã đậu nành ở một phần ra rất là khô như thế này nè, không có bị ẩm ướt gì cả, cho nên là mình sẽ đảm bảo được là cái sữa đậu nành của chúng ta là đảm bảo nguyên chất ở bên trong không gian bếp gia đình của mình, và cái phần nước đó nó sẽ lắng đọng lại ở bên trong cái khoang chứa và mình chỉ cần là mở nắp mà thôi Phụng Miễn ha. Rất là đơn giản nha. Như vậy là mình nấu lên một cái là mình đã có sữa đậu nành nguyên chất chúng ta thưởng thức ngay tại nhà rồi quý vị và các bạn nha. Hấp dẫn thơm ngon cho cả gia đình của chúng ta quý vị và các bạn nha. Khi mà quý vị và các bạn chúng ta sở hữu dòng sản phẩm này đó thì quý vị và các bạn chúng ta có thể là lựa chọn ngay bây giờ, bởi vì mức giá so với giá chính hãng rất là hấp dẫn quý vị và các bạn nha. Được giảm đến 1.000.000 đồng quý vị nha. Giá chỉ còn là 1.990.000 đồng mà thôi. Và nãy giờ trong một thời gian ngắn thôi thì Phụ Quý đã thực hiện được ép ổi với cần tây nè, rồi sữa đậu nành nè, rồi bí đao nữa, chung với táo và thơm nữa, rất là nhiều món luôn đó Minh Trí à. Nhiều món, nhưng mà chúng ta sẽ có cơ hội tiết kiệm 1.000.000 đồng, mức giá chỉ còn 1.990.000 đồng là đã có ngay một chiếc máy ép trái cây tốc độ chậm đến từ thương hiệu Misio. Và hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội này quý vị, các bạn có thể là gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Mức giá hấp dẫn chúng tôi chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này mà thôi quý vị và các bạn nha. Máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Misio tiết kiệm ngay 1.000.000 đồng so với giá chính hãng, và mức giá chỉ còn 1.990.000 đồng qua ba cách đặt hàng quen thuộc. Hãy gọi nghe chúng tôi bây giờ quý vị và các bạn nha, hoặc đặt hàng trực tuyến cùng với vtvhyundai.vn, hay là chúng ta tải ứng dụng mua sắm vào trong những thiết bị điện tử thông minh của mình, và hãy đem ngay những loại trái cây hấp dẫn thơm ngon về ngay tại nhà và làm những ly nước ép thật là thơm ngon cho cả gia đình. Chỉ cần chọn lựa ngay những loại trái cây sạch ở chợ, ở siêu thị, và chúng ta quay trở lại không gian bếp gia đình của mình và đã có thêm một chiếc máy ép trái cây tốc độ chậm đến từ thương hiệu Misio. Ngày hôm nay được giới thiệu trên kênh mua sắm VTV Hình Đàm Shopping, tốc độ chậm để quý vị và các bạn là mình tận dụng được hết những các loại enzyme và vitamin ở bên trong từng loại trái cây và rau củ quả để có được những ly nước ép trái cây nguyên chất và hỗn hợp ép trái cây khác nhau, làm phong phú hơn cái món thức uống hàng ngày. Hạn chế mình sử dụng quá nhiều nước uống có ga, mà mình hãy tận dụng những cái loại nước ép trái cây này để mình có thể làm tăng sức đề kháng, đẹp da giữ dáng hơn dành cho tất cả thành viên trong gia đình. Khi mà quý vị các bạn chúng ta thưởng thức nước ép ở bên ngoài thì nhiều khi mình sẽ thấy là đá rất là nhiều, rồi pha nước đường vào ở bên trong đó, và trái cây có thể là không tươi nguyên, đúng không ạ? Mình chi trả cái chi phí cho một ly nước ép, nhưng mà thật ra cái lượng nước ép nguyên chất mà chúng ta có trong cái phần ly đó nó rất là ít quý vị và các bạn ạ. Chỉ khoảng 10-20% thôi. Nhưng mà khi mà mình thực hiện ở nhà với một cái lượng trái cây tương đối thôi, nhưng mà chúng ta có thể là uống hoàn toàn được những cái dưỡng chất của nó. Ly nước ép của mình rất là chất lượng và đậm đặc quý vị ạ. Màu sắc lại đẹp nữa. Và chúng ta lại thực hiện trong cái thời gian không có quá lâu ngay tại gia đình của mình.
thì Bụng Yến nghĩ là rất là ưu tiên trong chương trình ngày hôm nay quý vị các bạn chúng ta lựa chọn dòng sản phẩm này quý vị nha, để đem về cái cảm giác thoải mái khi mà mình thưởng thức nước ép ngay tại nhà, lại còn yên tâm với giá trị dinh dưỡng mà chúng ta có ở mỗi ly nước ép nữa chứ. Và ngày hôm nay khi mà quý vị các bạn chúng ta sở hữu thì mức giá chúng tôi gửi đến lại còn rất là hấp dẫn, giảm 1.000.000 đồng so với giá chính hãng, giá bây giờ chỉ còn 1.990.000 đồng mà thôi. Một cơ hội cực kỳ ưu đãi để chúng ta mang ngay những ly nước ép chất lượng thơm ngon về trong gia đình của mình. Máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Michio, công nghệ ép chậm không sử dụng lưỡi dao, trọn bộ bao gồm thân máy, cối ép, trục ép, lưới lọc, piston ép, thay chứa bã, thay chứa nước ép và một bàn chải vệ sinh, tiết kiệm, an toàn và vệ sinh. Và khi sử dụng máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Michio sẽ giúp chúng ta giữ nguyên được lượng vitamin và enzyme có trong rau củ trái cây. Sản phẩm có hai họng ép tiện dụng, họng ép thẳng và họng ép tròn lớn. Chúng ta không cần phải cắt nhỏ trái cây, không phải tách hạt trước quý vị nha. Đây sẽ là một tuyệt chiêu để mình làm thức uống bổ dưỡng mỗi ngày ngay tại nhà. Sản phẩm máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Michio với 7 ưu điểm nổi trội: cho ra nhiều nước ép hơn, giữ được phần lớn chất dinh dưỡng, nước ép không bị phân tầng bộ oxy hóa, bền hơn với tuổi đời có thể gấp nhiều lần máy ép thông thường, ít tiếng ồn khi vận hành, dễ dàng vệ sinh, vận hành được lâu hơn mà không lo cháy động cơ do quá nhiệt. Một sản phẩm cực kỳ tiện ích. Và hãy sở hữu dòng sản phẩm tiện ích đó với chế độ bảo hành 12 tháng cùng với VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Mức giá chính hãng 2.990.000 đồng, giá ưu đãi trên VTV Hyundai Home Shopping chỉ 1.990.000 đồng mà thôi, tiết kiệm ngay lên đến 1.000.000 đồng so với giá chính hãng. Hãy nhanh tay lựa chọn. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh toán chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục vào bếp mình làm nước ép tươi nguyên mình uống tại nhà quý vị các bạn nha. Cùng với máy ép chậm chất lượng của thương hiệu Michio, quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là phần cối xay như thế này với phần trục không sử dụng lưỡi dao quý vị các bạn à. Nó sẽ quay tròn và giúp chúng ta lấy ra lượng nước ép nguyên chất cho gia đình của mình quý vị nhé. Và ở trên phần họng quý vị các bạn chúng ta có thể là nhìn lên bên trên. Thì với phần họng thì chúng ta sẽ có là một họng thẳng đứng nè, để mình có thể là cho những cái trái cây dạng lớn dạng đứng vào, và thêm một họng cong nữa để chúng ta cho nguyên quả vào quý vị các bạn nha. Ví dụ đó, mình có thể là cho nguyên quả cam vào như vậy. Mà quý vị các bạn chúng ta không cần cắt nhỏ quý vị các bạn à, rất là đơn giản tiện lợi. Hoặc là chúng ta có thể là dễ dàng mình cho cà rốt vào ở phần họng đứng quý vị nha. Và mình sẽ dùng phần thanh trục nè, nhấn nhẹ xuống mà thôi, rất là đơn giản. Và bên cạnh đó thì bên này Minh Trí cũng đang thực hiện ngay một cái món nước ép hỗn hợp, đó chính là sari và bí cóc nữa quý vị và các bạn nha. Cho những cái quả sari vào ở bên trong rất là cứng, ngay cả những quả cóc nữa. Tuy nhiên, ép trái cây tốc độ chậm với cái phần trục ép rất là cứng chắc để mình có thể là cho ra được những cái ly nước ép trái cây hỗn hợp và đảm bảo được những cái enzyme và những cái vitamin ở bên trong. Và quý vị các bạn chúng ta có thể thấy là Phụng Yến làm là cam, cà rốt, còn Minh Trí làm là cóc với lại sơ ri. Chúng ta có thể là dễ dàng mình pha trộn nước ép làm những cái món hỗn hợp ngay tại nhà của mình quý vị và các bạn ạ. Quý vị các bạn có thể quan sát được là cái phần nước ép ra rất là đậm màu, cũng như đây là nước ép nguyên chất. Còn cái phần bã cũng rất là khô. Quý vị các bạn có thể quan sát là mình an tâm khi mà mình chọn lựa được những loại trái cây sạch ở chợ hay là ở siêu thị, và mình về mình tận dụng ngay với máy ép trái cây tốc độ chậm như thế này để cho ra được những ly nước ép trái cây hỗn hợp và đậm màu cũng như là đảm bảo nguyên chất quý vị nha. Ở đây mình chỉ có thể là mở ra cái phần hộp ép như thế này đây. Wow. Và quý vị các bạn chúng ta có thể là thưởng thức ngay rất là nhiều những ly nước ép trái cây dinh dưỡng ngay tại nhà của mình, và màu sắc rất là đẹp mắt quý vị và các bạn nha. Rồi, ở đây là cam, cà rốt. Không biết là phần cóc với lại sơ ri của Minh Trí đã thực hiện xong chưa nào? Cái phần cóc và sơ ri của Minh Trí sẽ ra được là món nước ép trái cây một cái màu xanh rất là mát mắt như thế này đây. Và trong thời gian ngắn mà thôi, cái phần bã cũng như cái phần nước ép nguyên chất đã cho ra cái phần khay đường riêng, rất là thích hợp cho những người mà mình muốn cần cung cấp những cái vitamin C trong những giai đoạn là mình bị cảm chẳng hạn. Thời tiết thay đổi đột ngột thì bây giờ đây mình cũng đã có được những cái ly nước ép trái cây rất là đậm đặc như thế này quý vị nha. Và quý vị các bạn chúng ta thấy đó, rất là đơn giản dễ dàng để mình có thể là thực hiện ngay tại gia đình của mình luôn quý vị các bạn à. Giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, nguyên enzyme và chứa những cái vitamin ở bên trong trái cây của mình. Và quý vị các bạn chúng ta có thể là thay đổi khẩu vị tùy theo là mỗi ngày con em của chúng ta muốn uống món trái cây gì, đúng không nè. Mẹ ơi, hôm nay cho con uống cam với cà rốt. Mẹ ơi, hôm nay cho con uống sari với cóc nè, hay là uống ép ổi, uống bưởi để mình giảm cân chẳng hạn. Quý vị có thể là kết hợp chung với lại rất là nhiều những loại rau như là cần tây hay là cải xanh luôn nha. Ở trong thời gian Phụng Yến đang thưởng thức những cái món nước ép ví dụ như là ổi và cóc
cũng như là sari thì Minh Trí cũng thực hiện ngay đó là ép cà chua. Ở đây cái phần hồng ép rất là lớn và mình cho cùng một lúc rất là nhiều quả cà chua vào bên trong như thế này đây. Có thể là 4 quả, 6 quả đều được cả quý vị các bạn nha. Chỉ cần là cho vào bên trong mà thôi. Wow. 2, 3, 4 quả. 5 nè. À, nhấn xuống. 6 nè, sau đó mình sẽ có phần trục ép rất là thẳng đứng để mình có thể là ấn xuống quý vị nha. Và quý vị các bạn, chúng ta có thể là ấn xuống dễ dàng tiện lợi ở ngay phần trục thân đứng như vậy quý vị nha. Và cà chua của chúng ta sẽ được cuốn xuống ở ngay phần họng bên dưới và nó sẽ đẩy xuống phần trục ép của mình quý vị các bạn ạ. Và quý vị các bạn, chúng ta sẽ quan sát là khi mà nó cuốn hết quả này, nó sẽ cuốn tiếp cái quả tiếp theo quý vị các bạn nha. Và cắt nhuyễn quả cà chua của chúng ta ra. Khi mà cắt nhuyễn quả cà chua của chúng ta ra như vậy đó quý vị các bạn, chúng ta sẽ thấy là phần nước sẽ được tách ra. Rồi phần xác nó sẽ chạy ra ở phần bên cạnh và rất là khô xác quý vị và các bạn. Sản phẩm không sử dụng lửa dao xay, nó sử dụng phần trục ép để đẩy, để ép chặt hết nước ra bên ngoài luôn, giữ nguyên enzyme cũng như là chất dinh dưỡng của trái cây. Như vậy là trong thời gian ngắn mà thôi, máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Micio đã cho ra được những ly nước ép trái cây đầy đủ những cái chất dinh dưỡng nữa quý vị và các bạn. Có thể dễ dàng quan sát được là cái hồng ép đủ lớn, không những là chúng ta thực hiện được những cái món nước ép trái cây hỗn hợp mà mình còn có thể tận dụng ngay với cái tốc độ chậm đó, mình làm được những cái món sữa ngũ cốc. Ví dụ như ở đây là Minh Trí chuẩn bị làm sữa bắp nữa nha Phụ Miễn nha. À, như vậy là ngoài việc là mình có thể là làm trái cây quý vị các bạn, chúng ta có thể làm sữa bắp, sữa đậu nành ngay tại nhà. Mình có thể cho sữa, cho nước vào bên trong, sau đó mình xay cái phần bắp nè cũng như là phần đậu nành ra quý vị các bạn nha. Và khi mà chúng ta xay như vậy đó, những cái hỗn hợp nó được trộn đều với nhau và quý vị không cần phải ngâm đậu quá lâu quý vị các bạn. Chúng ta tận dụng chiếc máy ép này để mình có thể là ép chặt hết nước của đậu ra luôn, giá trị dinh dưỡng sẽ được tăng cao và quý vị các bạn, chúng ta cũng rút ngắn thời gian khi mà mình thực hiện nữa chứ. Chúng ta có thể rút ngắn thời gian trong việc là mình sử dụng ngay với máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Micio như thế này, cùng với cái hồng ép đủ lớn, cho vào cùng một lúc nào những cái loại hạt bắp khác nhau nữa để mình có thể là không những làm sữa bắp, sữa đậu nành mà mình còn làm được sữa ngũ cốc nữa Phụ Miễn ha. À, như vậy quý vị các bạn, chúng ta có thể là dễ dàng thực hiện ngay tại gia đình của mình những cái món sữa dinh dưỡng cho con nhỏ ở trong gia đình của chúng ta cùng thưởng thức quý vị các bạn nha. Không cần phải lo lắng ra bên ngoài nguồn nguyên liệu có thể là không tươi. À, quý vị các bạn, chúng ta có thể thấy là họ pha vào bên trong rất là nhiều phần đường nè, nước thêm, đá thêm chẳng hạn. Ở nhà của chúng ta thì quý vị các bạn, chúng ta sẽ thưởng thức hoàn toàn nguyên chất quý vị nha. Hoàn toàn nguyên chất khi mà chúng ta tự tay thực hiện được những ly nước ép trái cây hỗn hợp ở bên trong chính không gian bếp gia đình của mình đến từ thương hiệu Micio. Và đây là chương trình mua sắm rất là hấp dẫn trên kênh VTV Hình Nam Shopping, cho nên chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị và các bạn một mức giá rất là ưu đãi. Nếu như mà mức giá chính hãng là 2.990.000 đồng thì đặt hàng thành công trong những phút còn lại mà thôi, quý vị các bạn sẽ được tiết kiệm ngay 1.000.000 đồng so với mức giá chính hạn. Và mức giá chỉ còn lại là bao nhiêu Phụ Miễn ha? 1.990.000 đồng quý vị các bạn nha. Đây là mức giá rất là hấp dẫn so với giá chính hãng quý vị các bạn. Và quý vị các bạn, chúng ta có thể là từ đó thực hiện thật là nhiều những ly nước ép hấp dẫn và thơm ngon cho gia đình của mình quý vị các bạn nha. Và mình có thể là mình đổi món mỗi ngày luôn, thưởng thức nước ép hấp dẫn như vậy, chăm sóc sức khỏe cho gia đình của chúng ta, đồng thời là quý vị các bạn, chúng ta thay đổi khẩu vị theo sở thích của mình. Hãy ngay bây giờ gọi điện thoại đặt hàng với chúng tôi để quý vị đem về ngay những ly nước ép hấp dẫn và dinh dưỡng ngay tại gia đình của mình quý vị các bạn nha. Mình thích uống loại nào hôm nay thì quý vị có thể là hoàn toàn vào bếp bấm nút của chiếc máy ép chậm lên, cho trái cây vào và chúng ta thực hiện mà thôi quý vị các bạn nha. Hãy cùng là chúng ta có thể là cho những thành viên của gia đình mình thật là nhiều những ly nước ép dinh dưỡng nào. Hãy nhanh chóng đặt hàng bằng cách là gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên TV, hoặc là quý vị và các bạn có thể truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn, hoặc là chúng ta mua sắm qua phần mềm của thiết bị điện thoại di động để được tiết kiệm ngay 1.000.000 đồng. Chúng tôi giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành và miễn phí chi phí vận chuyển. Thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh quý vị nha. Nếu như chúng ta đang lo ngại là mình muốn uống nước ép nhưng mà mua sắm ở bên ngoài, quý vị thấy là những cái ly nước ép ấy, nó sẽ bị pha đường nè, pha đá, pha nước vào rất là nhiều và những cái dưỡng chất của trái cây chúng ta hưởng được không bao nhiêu cả. Thì quý vị muốn làm nước ép ngay tại nhà phải không? Hãy sở hữu ngay máy ép chậm của thương hiệu Micio để chúng ta làm nước ép ngay tại nhà, giữ nguyên được giá trị dinh dưỡng, lượng nước ép mỗi lần mình ép ra thật là nhiều nè, phần bã rất là khô. Mà quý vị các bạn, chúng ta yên tâm với trái cây tươi ngon mà chúng ta đã lựa chọn thì hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội ngày hôm nay quý vị nha. Cùng với hai hồng ép tiện dụng là hồng ép thẳng và hồng ép tròn lớn để chúng ta có thể là cho cả một cái quả cam nè, hay là cho cả một cái củ cà rốt vào bên trong, không cần phải mình tách vỏ nữa quý vị và các bạn nha, để dễ dàng mình có thể thực hiện những cái món nước ép trái cây nguyên chất hỗn hợp, những cái enzyme và vitamin luôn luôn được đảm bảo bên trong. Những cái nguồn nước ép trái cây sạch đó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch,
đẹp da dịu dáng hơn thì dễ phụ nữ, và ngay cả những người lớn tuổi như là ông bà bố mẹ thì cũng rất là tốt cho sức khỏe. Sử dụng nước ép trái cây mỗi ngày để có thể là nâng cao chất lượng cuộc sống cùng với thương hiệu Miso. Ngày hôm nay nếu như đặt hàng thành công, quý vị các bạn sẽ được tiết kiệm 1 triệu đồng so với giá chính hãng là 2.990.000 đồng. Mức giá thanh toán ngay tại nhà chỉ còn 1.990.000 đồng mà thôi. Chúng ta đã có ngay một máy ép trái cây tốc độ chậm đến từ thương hiệu Miso. Khi sở hữu máy ép trái cây tốc độ chậm Miso, quý vị sẽ yên tâm cùng với công nghệ ép chậm không sử dụng lưỡi dao. Trọn bộ sẽ bao gồm thân máy, cối ép, trục ép, lưỡi lọc, piston ép, khay chứa bã, khay chứa nước ép và một bàn chải, giúp chúng ta có thể tiết kiệm, an toàn và vệ sinh khi sở hữu dòng sản phẩm này. Máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Miso giữ nguyên lượng vitamin và enzyme có trong rau củ quả và trái cây. Hai hồng ép tiện dụng, hồng ép thẳng và hồng ép tròn lớn, không phải cắt nhỏ, không phải tách hạt trước. Tuyệt chiêu làm thức uống bổ dưỡng mỗi ngày. Hãy lựa chọn ngay tuyệt chiêu này với 7 ưu điểm nổi trội: cho ra nhiều nước ép hơn, giữ được phần lớn chất dinh dưỡng, nước ép không bị phân tầng và oxy hóa, bền hơn với tuổi đời có thể gấp nhiều lần máy ép thông thường, ít tiếng ồn vì vận hành, dễ dàng vệ sinh, vận hành được lâu hơn mà không lo cháy động cơ do quá nhiệt, một sản phẩm cực kỳ tiện ích. Mức giá chính hãng 2.990.000 đồng, được bảo hành trong vòng 12 tháng. Mức giá trên Vitamin Day được tiết kiệm 1 triệu đồng. Mức giá chỉ còn 1.990.000 đồng là quý vị và các bạn đã có ngay máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Miso. Tiết kiệm 1 triệu đồng, hãy nhanh tay sở hữu quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là thời gian phát sóng không còn nhiều. Trước khi Minh Trí và Phụ Mỹ nói lời chào tạm biệt, chúc cho quý vị và các bạn có một đơn đặt hàng thành công để bữa ăn hàng ngày bên trong gia đình của mình. Ngoài những cái món tráng miệng thì chúng ta cũng có thể an tâm để thực hiện được những cái ly nước ép trái cây hỗn hợp đầy đủ những enzyme và những vitamin ở bên trong, bởi vì chúng ta đang tận dụng ngay khả năng ép chậm của chiếc máy ép trái cây tốc độ chậm đến từ thương hiệu Miso quý vị nha. Và quý vị các bạn, chúng ta sẽ thấy là phần bã nó ra sẽ rất là khô luôn quý vị các bạn nha. Mỗi món trái cây là mỗi một phần bã khô khác nhau quý vị ạ. Và khi mà mình cầm cái phần bã lên thì quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy đó, nó nguyên một tảng, nguyên một khối như thế này mà không hề bị cái tình trạng đó là nhiễu nước, đổ nước quý vị và các bạn nha. Bã rất là khô, còn nước ép đã nằm giữ lại hết ở bên trong phần cối xay rồi. Từ đó gia đình của chúng ta sẽ yên tâm với thật là nhiều những ly nước ép có giá trị dinh dưỡng cao. Những ly nước ép có giá trị dinh dưỡng cao như là nước ép cà rốt, nước ép cóc cùng với sari, nước ép cà chua, hay là mình tận dụng với máy ép trái cây tốc độ chậm mình thực hiện những cái món sữa ngũ cốc dinh dưỡng khác nhau, ví dụ như là sữa đậu xanh, sữa đậu nành hay là sữa đậu phộng bên trong không gian bếp gia đình của mình. Với cái khoang đựng cái phần bã rất là khô, mình không cần phải tốn thêm cái công đoạn là sàng lọc nữa quý vị và các bạn nha. Hãy nhanh chóng đặt hàng để được sở hữu và được bảo hành trong vòng 12 tháng. Và đặt hàng thành công trong chương trình này để quý vị và các bạn sẽ có một cơ hội tiết kiệm là 1 triệu đồng với máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Miso. Mức giá chính hãng là 2.990.000 đồng thì tiết kiệm ngay 1 triệu đồng, và so với mức giá chính hãng thì chúng ta chỉ còn mức giá chỉ là 1.990.000 đồng mà thôi, được bảo hành trong vòng 12 tháng. Và khi quý vị các bạn chúng ta sở hữu sản phẩm này rồi, quý vị thấy đó, mình có thể đặt nó ở một góc gian bếp gia đình của chúng ta, cho trái cây vào và chúng ta làm thật là nhiều ly nước ép hấp dẫn thơm ngon cho gia đình của mình quý vị nha. Hãy cảm nhận là mỗi ngày chúng ta đi làm trở về hay con em của mình đi học trở về, mở tủ lạnh ra có sẵn những cái ly nước ép hấp dẫn thơm ngon mà đầy giá trị dinh dưỡng luôn, nguyên chất đậm đặc nữa, không pha thêm đường, không pha thêm đá quý vị và các bạn nha, rất là ưu đãi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện thoại đặt hàng cùng với chúng tôi tại số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là chúng ta có thể đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn. Chúng tôi sẽ giao trọn bộ sản phẩm đến tận nhà cho gia đình của mình quý vị ạ. Nói đến đây, thời gian phát sóng chương trình xin được khép lại. Minh Trí, Phụng Yến cảm ơn sự quan tâm theo dõi, và quý vị và các bạn đừng chuyển kênh nha. Chúng ta hãy tiếp tục trải nghiệm với những dòng sản phẩm hấp dẫn tiếp theo trên kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Hãy lựa chọn ngay máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Miso, sản phẩm chính hãng được bảo hành 12 tháng. Giá chính hãng 2.990.000 đồng, giá trên VTV Hyundai Home Shopping chỉ 1.990.000 đồng, tiết kiệm ngay đến 1 triệu đồng so với giá chính hãng. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay.